Ủa, làm gì mà đâm chiêu dữ vậy? Bộ có chuyện gì nữa hả? Thì vụ con Nhàn đó, tôi tình cờ qua công ty thấy ông Vũ với con Nhàn ôm nhau kìa. Cái gì? Có cái chuyện đó luôn đó hả? Ừ, tôi tức quá kêu ông đuổi việc con Nhàn. Tôi biết nó dù sao cũng là em họ của bà, nhưng mà tôi làm vậy có được không? Cái chuyện con Nhàn không phải là vấn đề. Tôi nói thiệt với bà nha, nếu như con nhỏ đó mà là Tiểu Tam á, là tôi ra tay trước luôn, chứ không đến lượt bà đâu. Mà tôi thấy cái lần này hình như bà hơi quá đáng hay sao á. Chứ tôi để ý từ đó đến giờ nha, ai mà làm thư ký cho ông Vũ, bà đều y chang như vậy luôn đó. Bà phải suy nghĩ thử coi, con Nhàn á, nó quê mùa, nó lạc hậu, nó không có xinh đẹp bằng bà. Tự nhiên mà coi nó là đối thủ, có phải là mình tự hạ thấp bản thân mình không? Bà nói cũng có lý, nhưng mà tôi cứ ghen tuông vô lý với anh Vũ như vậy, chắc là anh chán tôi luôn hả bà? Đó là cái điều đương nhiên luôn. Đàn ông á là phải lạc mềm buộc chặt, chưa hết nha, phải biết cương nhu đúng lúc nữa kìa. Vậy có nghĩa là tôi phải giữ con Nhàn bên cạnh anh Vũ hả bà? Ừ. Anh, con Nhàn nó còn ở đó không anh? Bữa nay Nhàn làm việc bữa cuối cùng rồi. Anh hả? Vậy anh nói Nhàn á là chút xíu nữa em qua em gặp nó nói chuyện nha. Để anh nói vậy. Dạ, chào anh.